địa tạng bồ tát bổn nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm 1998 nghìn chín tập 85 Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú Nguyễn Hạ Trang 48 Đoạn này Là chú giải Giới thiệu đơn giản Vắng tắt Về tác dụng phóng quang của Đức Thế Tôn. Trước tiên chúng tôi xin giới thiệu đơn giản một chút về những danh từ này sau đó lại là một bài thuyết minh tổng hợp. Thứ nhất là Bạch Hào Tướng Quang. Bạch Hào là một trong 32 tướng tốt ở trong chú giải đã nói ra nghiệp nhân của tướng tốt này tuy chỉ nói có một vài câu nhưng vô cùng quan trọng tại nhân hành bố thí thời thích khả tiền nhân ý Hai câu nói này rất quan trọng. Chúng ta biết Phật giáo hóa tất cả chúng sanh. Ngài dạy điều gì? Dạy bố thí. Bố thí chính là xả, là buông xả. Người có thể xả hết tất cả thì người này liền thành Phật. Suy là đang xả nhưng vẫn chưa xả sạch sẽ. Thì người này là Bồ Tát Người hoàn toàn không hiểu biết gì về bố thí Và buông xả Thì là phàm phu rồi Phạm vi của chữ xả này vô cùng vô cùng rộng Có thể nói là tất cả Pháp mà Thế Tôn nói Trong 49 năm Là nói về chữ bố thí Cái gì hãy thể hội thật kỹ ý nghĩa này bên trong phải xả hết phiền não tham sân si mạng nghi ác kiến đây là bên trong bạn có thể xả hết những thứ này bạn liền thoát khỏi luân hồi từ đó cho thấy luân hồi do đâu mà có luân hồi là do tham sân si mạng nghi ác kiến mà tạo nên Chứ không phải do người khác tạo cho bạn Là tự mình tạo Bên ngoài Đây là ngũ dục lục trần Tiền tài sắc đẹp Danh tiếng Ăn uống ngủ nghỉ Sắc thanh hương vị xuất pháp Thấy đều xá sạch Phật bảo chúng ta xả Là dựa vào đạo lý gì? đạo lý Phật nói rất rõ ràng, rất minh mạch Trong suốt 49 năm giảng dạy Không có lúc nào, không có nơi nào mà không nói Đặc biệt là Kinh Bát Nhã Phật nói cho chúng ta biết Dạng Pháp vô sở hữu Tam tâm bất khả đắc vậy là đã nói ra toàn bộ chân tướng sự thật rồi tất cả những hiện tượng bên ngoài ngũ dục lục trần không có gì sở hữu được trên kinh nói phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh làm sao bạn có thể đạt được nó chứ bạn mong muốn đạt được nó là sai rồi khi niệm này khởi lên thì lục đạo liền hiện tiền bạn liền tạo ra lục đạo luân hồi không biết được tất cả pháp là huyện có nó không phải là thật là giả thôi ba tâm không thể được là tâm quá khứ không thể được Tâm hiện tại không thể được Tâm vị lai không thể được Cái tâm hay được Không có Tất cả pháp để được đó Cũng không có Phật dạy bạn Làm sao sống đời sống bình thường Đời sống bình thường Chính là buông xả vạn duyên Thân tâm thế giới Đều không thể được đây là cảnh giới của phật đây là đời sống của một người bình thường cảnh giới của người bình thường bên trong bạn có một ý nghĩ được bên ngoài sở hữu mọi thứ là bạn hoàn toàn mê rồi nhân hành bố thí thời thích khả tiền nhân ý ý nghĩa này rất sâu như thế nào mới làm vừa lòng người nhận làm việc bố thí khiến người ta giác ngộ như vậy mới là làm vừa lòng người nhận không phải họ muốn tiền tài là họ nhận được tiền tài vậy là thỏa mãn rồi đó là thỏa mãn ý tham sân si là hoàn toàn trái ngược lại với chân tướng sự thật rồi từ đó cho thấy tất cả hiện tượng do đâu mà có là do duyên sanh duyên cũng không phải là thật hiện tượng của duyên là gì là sát na sanh diệt cho nên sanh sanh không dừng trụ đây là hiện tượng của duyên Ngày nay chúng ta có được cái thân này cũng là duyên Mọi người, mọi việc, mọi vật gặp phải tấm đời này cũng là do duyên Nhất định phải biết toàn bộ tất cả duyên Đều là sanh sanh không dừng trụ sát na sanh diệt Sáng tỏ chân tướng sự thật Thì tự nhiên sẽ giống như Phật Bồ Tát vậy sẽ kết thiện duyên với người trong thế gian này tuyệt đối không kết ác duyên tất cả mọi ác duyên nên hóa giải hết oan gia nên giải không nên kết cách hóa giải như thế nào vậy gặp phải oan gia đối đầu đến giày vò mình thì mình vui vẻ đón nhận Không có mấy may tâm oán hận Giả lại còn sanh tâm vui vẻ Vì sao vậy? Món nợ này hết rồi Trả rồi Họ dây do mình Họ gây phiền phức cho ta Tại vì sao không gây phiền phức cho người khác Cho nên mình lập tức liền nhận ra được Đó là duyên Ta trước đây làm khó họ Nên đời này phải gặp lại Họ làm khó ta Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy Chỉ có người sáng suốt, người giác ngộ mới vui vẻ đón nhận Báo xong rồi, lần sau nếu có duyên gặp lại nữa, vậy là vui vẻ rồi Cho dù là giết hại Giống như trên kinh Phật có nêu một câu chuyện là Nhẫn nhục tiên nhân bị du ca lợi cắt xẻo thân thể Câu chuyện này là xuất hiện ở trên kinh Niết Bạc Phật kể rất tỉ mỉ Đây là Bồ Tát tu hành ở trên núi Rất ít người gây trở ngại được Vua Ca Lợi đi săn Thì gặp được Bồ Tát này Đang tu hành Đang tĩnh tọa Vì quốc dương này khi đi săn Có mang theo rất nhiều người Trong số này cũng có rất nhiều cung nữ Họ nhìn thấy Bồ Tát Tướng mạo trang nghiêm Thanh tịnh từ bi Liền thỉnh giáo ngài Vậy là có rất nhiều người vây quanh Vì quốc dương này khi nhìn thấy thì không vui Cho nên liền nổi giận Ra lệnh Sử tử lăng trì Bồ Tát Lăng trì là dùng dao cắt từng miếng thịt xuống Bồ Tát không có một chút xíu tâm oán hận nào Nhẫn nhục ba la mật viên mãn rồi Hơn nữa Bồ Tát còn phát nguyện Tương lai tôi thành Phật Trước tiên tôi sẽ độ ông Phật nói Vì Bồ Tát bị vua ca lợi Cắt sẽ thân thể lúc đó là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật Vua Ca Lợi là ai? Là tôn giả Kiều Trần Như Bạn xem lần gặp lại Thì quan hệ giữa hai người rất tốt Là đã hóa giải hết rồi Người thế gian gặp chút xíu chuyện bất như ý Là ôm hận vào trong lòng Phiền phức rồi Đời đời kiếp kiếp Hoàng hoàng tương báo không bao giờ dứt Vô cùng đáng thương Tại vì sao phải đi làm những chuyện ngu ngốc này Nhẫn nhục tiên nhân Bố thí cái gì cho du ca lợi gì Bố thí từ bi bố thí nhẫn nhục bố thí thiền định bố thí trí huệ vậy mới gọi là vừa lòng người nhận được tướng tốt được tướng bạch hào Câu thứ hai là Đại Bạch Hào Tướng Quang Ý của chữ Đại là thù thắng hơn so với phía trước Mười sáu cặp đối trong ba mươi hai câu này Câu sau mỗi cặp đối đều thêm một chữ Đại Ý nghĩa đều giống nhau Nhưng vượt trội thù thắng hơn Đây là ý nghĩa của chữ Đại thứ ba thụy hào tướng quan chữ thụy nghĩa là tốt lành vào thời xưa người ta lấy ngọc để làm tiêu chí cho điều tốt lành Người xưa bất luận là Nam hay nữ đều đeo ngọc Ngọc là một loại trong đá quý Họ thường dùng ngọc này làm tính vật Tính vật giống như hiện nay chúng ta gọi là vật để làm tin vậy. Đây là bằng cứ là chứng cứ. Ở chỗ này biểu thị cho lục đạo dựa vào sức oai thần của Bồ Tát Địa Tạng cũng chính là vật làm tinh của bồ tát địa tạng dành cho chúng sanh trong lục đạo dựa theo lý luận phương pháp của bồ tát địa tạng tu hành thì bạn có thể thoát khỏi tam độ thoát khỏi lục đạo đây là chứng cứ tốt lành Gọi nó là Thủy Hào Tướng Quang Đại Thủy Hào Tướng Quang Thì không cần phải nói nữa rồi Đây là tướng thù thắng nhất Trong Thủy Hào Tướng Quang Gọi nó là Đại Thứ năm là Ngọc Hào Tướng Quang đại biểu cho chúng sanh lục đạo ngọc người xưa rất xem trọng nó bởi vì tính chất của ngọc ôn hòa thấm nhuận gọi là đức điềm đạm sau khi mài dũa có thể làm nên rất nhiều loại dụng cụ. Phạm Phu tính tình của Phạm Phu ở trong lục đạo nóng nảy cho nên thời xưa người quân tử thường đeo ngọc ngọc là vật trân quý bạn đeo ở trên người phải luôn luôn bảo vệ nó nên không thể hành động cẩu thả được dụng ý của đeo ngọc là ở chỗ này trên tay bạn đeo dòng ngọc Nếu như bạn nổi giận đập tay xuống bàn Thì dòng ngọc bị dỡ dụng ngay Dụng ý của nó là ở chỗ này Bảo bạn học điềm đạm giống như là ngọc vậy Để ngăn ngừa nóng nảy là cái ý này Ngọc Hào Tướng quan là biểu thị cho phàm phu trong lục đạo xả bỏ tính nóng nảy trong nhà lửa nhà lửa chính là lục đạo tập khí ở trong lục đạo tăng trưởng tánh đức đức năng trong tự tánh thì không gọi là tập khí vì sao vậy vốn dĩ đầy đủ nó không phải là do huân tập mà thành phàm phu gọi là tập khí tập khí là do huân tập mà thành không phải bản tánh gọi là tập tánh tổng lão phu tự nói là tánh tương cận tập tương viễn tánh là chân như bổn tánh chân như bổn tánh mọi người đều giống nhau phật pháp nói thấu triệt hơn nữa nhưng tập tánh của mỗi người khác nhau không những là xa lìa với bản tánh của bản thân bạn mà tập tánh của bạn cũng đều có khoảng cách rất xa so với tất cả đại chúng cho dù là các bạn rất hợp ý nhau thế nhưng thời gian sẽ không dài trong ngạn ngữ thường nói hoa không tươi được trăm ngày đây là từ trong thí dụ hoa tươi như thế nào đi nữa cũng không cách gì duy trì được ba tháng dùng thí dụ đơn giản này để chứng minh con người chung sống với nhau lúc quan hệ tốt đẹp là giống như hoa nở vậy con người không ai mà một nghìn ngày đều tốt cả một nghìn ngày là ba năm ở với nhau lâu rồi thì tập khí sẽ xuất hiện lúc mới gặp nhau không biết tập khí của bạn nên đối với bạn rất cung kính rất tốt ở lâu rồi tập khí xấu hiện ra hết rồi nên tâm cung kính dần không còn nữa đạo lý này chúng ta phải biết làm thế nào mới có thể ở với nhau được lâu dài kiến tánh tánh đức hiển lộ thì mới có thể ở với nhau được lâu dài nó không phải tập khí là tập tánh bậc đại thánh đại hiền trong thế gian và suốt thế gian kiến giải của họ cách nói của họ thật sự có học vấn Cho nên họ chỉ dạy chúng ta Trong giao tiếp giữa con người với nhau Phải giữ thái độ gì? Đạm bạc Quân tử chi giao đạm như thủy Đạm bạc mới lâu dài Mới có thể duy trì được lâu dài Gần gũi quá mức Thì tương lai chắc chắn sẽ xa lánh đây là đạo lý hiển nhiên Chúng ta nhất định phải biết Cho nên ý nghĩa mà trong Ngọc Hào Tướng Quang Biểu thị là dạy chúng ta đào thải tập khí Bồi dưỡng thiên tánh Thiên tánh chính là tánh đức xa lìa lục đạo khế nhập cảnh giới thánh hiền câu thứ bảy tử hào tướng quan màu tía ở chỗ này biểu thị cho tạp loại chúng sanh Thu được lợi ích Phạm vi của tạp loại rộng vô cùng Vừa rồi mới nói tập khí của tất cả chúng sanh khác nhau Nhiễm ô khác nhau Tạo nghiệp khác nhau, quả báo khác nhau chỉ cần nhìn thấy hào quang của Phật đều có thể được lợi ích. Được lợi ích lớn hay nhỏ? Được lợi ích dày hay mỏng cũng do chúng sanh mà có sai khác. Nhân duyên ở trong đây. Trong kinh điển nói quá nhiều rồi chúng ta cần thể hội cho thật kỹ câu thứ chín thanh hào tướng quan màu này biểu thị cho địa ngục màu xanh tại vì sao dùng màu xanh để biểu thị cho địa ngục gì trong tiểu chú cũng có nói Nó biểu thị cho địa ngục hắc nghiệp Là địa ngục Dành cho người tạo tội nghiệp cực nặng Tội gì là cực nặng gì? nghiệp tội cắt đứt pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Là cái nặng nhất, bạn giết hại thân của họ. Trong Phật pháp nói, nếu như tội nghiệp của họ không nặng thì 49 ngày họ lại đi đầu thai rồi. Việc xả thân thọ thân trong lục đạo Là hiện tượng rất bình thường Cho nên tội giết hại mạng sống người khác Không nặng Tội cắt đứt huệ mạng của người là rất nặng Nói hơi thu thiển một chút Là làm chướng ngại việc cầu đạo của người ta Chướng ngại người ta học Phật phá hoại cơ duyên học phật của đại chúng đây chính là cắt đứt pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh tội này rất nặng nặng ở chỗ nào vậy các chị nhất định phải biết sau khi xả bỏ mạng sống rồi sẽ rất nhanh chóng có lại có thể sau khi xả xong rồi thì được một cái thân mới còn tốt hơn còn trang nghiêm hơn cái thân này người hại người khác họ là tạo ác nghiệp còn người bị hại thì không tạo nghiệp người giết hại người khác có tội còn người bị người ta giết hại có tội gì cho nên luôn luôn người bị giết hại khi chuyển đời thì phước báo thực lớn hơn đời này. Những chuyện này quá nhiều rồi. Nhưng người giết hại người khác sau khi họ chết phần lớn là đọa ba đường ác. Quả báo của họ không thể tốt hơn đời này được rồi. Cho nên thân người Thân ở trong lục đạo Rất dễ dàng có được mạng sống Thế nhưng cơ hội học Phật thì khó rồi Không dễ gì có được Trong kệ khai kinh có nói Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp Đó là sự thật Cái cơ hội khó gặp như vậy Họ gặp được rồi bạn lại phá hoại họ Bạn gây chướng ngại cho họ Bạn nói tội này nặng cỡ nào Nếu như người này nghe Pháp Thật sự sáng tỏ thông suốt rồi Chăm chỉ tu học Thì có thể trong đời này Họ giảng sanh không thói chuyển Đi làm Phật rồi Bạn đã cắt đứt mất cơ hội trong đời này Có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi thành Phật Làm tổ của người này rồi Vậy tội này của bạn nặng cỡ nào? Nếu như chúng ta thật sự hiểu rõ đạo lý này Sáng tỏ chân tướng sự thật Việc xấu như thế nào cũng có thể làm Nhưng nhất định không nên chướng ngại người ta tu đạo Đặc biệt là người niệm Phật Cho nên bạn tu học pháp môn khác Thì trong đời này bạn rất khó Thoát khỏi luân hồi Nhưng phước báo nhân Thiên thì rất dễ dàng đạt được Duy chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì trong đời này Bạn rất có thể vĩnh viễn Thoát khỏi luân hồi Viên thành Phật đạo Gặp được cơ hội này là quá khó rồi Nếu như bạn làm mất đi cơ hội này của người ta Thì tội nghiệp của bạn tạo là nặng rồi Tối này là đọa địa ngục Chúng sanh địa ngục nhìn thấy hào quang của Phật Xin thưa với các vị là Thấy sắc xanh Giống như khi màu sắc khác nhau Thì mỗi loại chúng sanh nhìn thấy hào quang khác nhau Mỗi loại chúng sanh nhìn thấy hình ảnh cũng khác nhau Năm 1982 Pháp Sư Thánh Nhất Ở Hồng Kông Đi triều bái phổ Đà Sơn Họ tổng cộng có mấy người Số người không nhiều Đại khái khoảng 3-4 người Đến lễ bái tại cửa động Động phản âm Hy vọng có thể nhìn thấy Bồ Tát quan âm Họ đi có ba người Rất tuyệt vời Pháp Sư Thánh Nhất kể với tôi Đại khái lễ lại khoảng hơn nửa giờ đồng hồ thì Bồ Tát quan âm xuất hiện Ba người đều nhìn thấy Đều rất là quan hỷ Sau khi rời khỏi thì ba người nói chuyện với nhau Nhìn thấy hình ảnh Bồ Tát quan âm như thế nào Pháp Sư Thánh Nhất nhìn thấy là Thân màu vàng kim Bồ Tát quan âm đội mão tỳ lô Là giống như hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng vậy Bồ Tát Địa Tạng là đội mão tỳ lô Thân thể là màu hoàng kim Hào quang màu vàng kim Ba người đều là người xuất gia Còn vị khác thì nhìn thấy là Bạch Y Đại Sĩ mà chúng ta thường thấy Người xuất gia còn lại thì nhìn thấy là tướng Tỳ kheo. Chính là hình ảnh người xuất gia Tỳ kheo. Ba người đồng thời lễ bái, đồng thời nhìn thấy mà ba người thấy khác nhau rồi. Từ câu chuyện này, bạn mới thấy Phật phóng quang là đâu có phóng ra nhiều màu sắc như vậy. phật chỉ phóng ra một đạo hào quang nhưng mỗi loại chúng sanh nhìn thấy khác nhau không giống nhau hình ảnh phật hiện ra là một nhưng mỗi loại chúng sanh thấy cũng khác nhau phật nói ra cũng chỉ một âm thanh nhưng mỗi loại chúng sanh nghe cũng khác nhau Đạo lý này trên kinh Phật cũng nói rất rõ ràng là cảnh tùy tâm chuyển. Phật thể hiện cảnh giới này, nhưng tâm niệm của mỗi chúng sanh là khác nhau, nên mỗi người chuyển đổi thành cảnh giới thọ dụng của riêng mình. Thế nhưng Bất luận là nhìn thấy sắc tướng như thế nào Bất luận là nhìn thấy hào quang màu gì Không có ai mà không được lợi ích Đều có thể được lợi ích Câu 11 Biết hào tướng quang Biết Làm màu xanh thẳm màu xanh thì lợt còn màu xanh biết thì đậm chúng ta gọi là xanh biết trong tiểu chú nói biểu địa ngục trung lợi căn như điều đạt tại ngục lạc như tam thiền điều đạt là đề bà đạt đa Đi bà Đạt Đa Tạo tác ác nghiệp rất nhiều Rất nặng Đỏ đi ngục Tuy nhiên chúng ta Biết là Đề Bà Đạt Đa Là do Bồ Tát thị hiện Ngài không phải phàm Phu cũng là do chư phật như lai ứng hóa ở thế gian giống như hát kịch ngài đóng vai phản diện vậy ngài là đóng cái vai này diễn cái vai này cũng rất là thành công tạo tác ác nghiệp cũng cảm thọ quả báo đọa địa ngục ngài thật sự là đọa địa ngục nhưng trong địa ngục có thọ tội hay không không có Lạc như tam thiền Trong cõi trời Tứ thiền Nơi an vui nhất là tam thiền An vui Đây là giáo hóa chúng sanh Từ góc độ phản diện Thể hiện cho người thế gian xem không nên tạo ác tạo ác chắc chắn phải thọ ác báo xà vương nhập ngục vua a xà thế cũng là do bồ tát thị hiện trong lúc lâm chung ngài sáng hối rất nhanh tướng địa ngục hiện tiền Ngài không có bước vào Trương Thiện Hòa Triều Đường Ở Trung Quốc cũng là một thí dụ rất hay Mọi người đều biết Người đó cũng là lúc sắp mạng chung Tướng địa ngục hiện tiền rồi Chỗ này nói Tạm nhập tức xuất Tạm nhập là không phải giàu thật Tướng địa ngục hiện tiền Họ nhìn thấy rồi Sau khi nhìn thấy Họ lập tức sám hối Tăng thượng duyên của Trương Thiện Hòa rất tốt Đúng vào lúc này Gặp được một vị Pháp Sư đi ngang qua nhà ông Nghe thấy ông ở trong đó Kêu cứu mạng vị pháp sư này bước vào nhìn xem và hỏi ông nguyên nhân gì kêu cứu ông nói nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu muốn đòi mạng ông ông làm nghề giết trâu vị pháp sư này vội vàng thắp một nén hương đưa cho ông cặp bảo ông lớn tiếng niệm a di đà phật sau khi niệm xong mấy câu phật hiệu a di đà phật ông nói với mọi người là không còn nhìn thấy người đầu trâu nữa a di đà phật đến rồi Ông liền giảng sanh về Tây Phương cực lạ Cho nên sức mạnh của sám hối Là không thể nghĩ mà Đây chính là nói Người căng tánh nhạy bén Tạo tác tội nghiệp địa ngục Ở trong địa ngục biết sám hối Biết quay đầu Quay đầu rất nhanh câu thứ mười ba hồng hào tướng quan biểu thị cho cõi súc sanh chúng ta biết trong đường súc sanh chúng sanh tu hành rất nhiều người xưa có ghi chép một cuốn sách chuyên ghi chép súc sanh tu hành mà được quả thiện trước đây tại hoàng pháp xã ấn quan đại sư cũng in rất nhiều tên sách là vật do như thử có lẽ đồng tu đã xem qua cuốn sách này bên trong ghi chép đều là những chuyện xúc sanh biết niệm phật Năm xưa Lão Pháp Sư Đàm Hư giảng khai thị trong buổi Phật thất tại Hồng Kông Tôi kể một câu chuyện Một con gà trống Giảng sanh Tại chùa đầu đà ung châu Ngài đã kể câu chuyện này Đây đều là thật Đây là ở trong chùa Có người phóng sanh đem một con gà trống đến phóng xanh con gà trống này rất thông minh mỗi ngày đi theo mọi người tham dự thời khóa sáng tối tụng xong thời khóa rồi thì nó cũng đi ra cái hôm mà nó giảng xanh tụng thời khóa xong rồi nó không chịu đi ra mọi người đều đi hết rồi nó vẫn còn nhiễu phật ở trong chánh điện thầy hương đang liền nói với nó mời nó ra con gà trống này cũng chẳng chịu nghe theo đứng ngay giữa chánh điện Ngước đầu nhìn tượng phật kêu lên ba tiếng rồi bỏ thân giảng sanh tư thế đứng lúc đó lão pháp sư đế nhàn là phương trượng chùa đầu đà Xúc sanh giảng sanh Cõi súc sanh nhìn thấy hào quang Phật là màu đỏ Câu dưới đây là Lục hào tướng quang Màu lục Ở trong đây chú giải cho chúng ta thấy là Tổng biểu ngục quỷ Đồng nhập pháp lưu Màu lục là biểu thị cho ba đường ác Chúng sanh trong ba đường ác Nhìn thấy hào quang của Phật là màu lục Đều có thể thoát khỏi đường ác Những xúc sanh này Trong tâm chúng ta đều biết rõ Đều là người tu hành trong quá khứ Do một niệm sai lầm lúc lâm chung mà biến thành cõi súc sanh, súc sanh là ngu si. Trong lúc lâm chung không đề khởi chánh niệm được nên rơi vào đường ác. Dù đọa vào trong đường ác nhưng rốt cuộc thiện căn vẫn tương đối sâu dày. Chính bản thân họ không phải không biết, biết hiện nay là thân xuất sanh nhưng vẫn không quên tu hành niệm phật cho nên họ vẫn còn cái duyên này vẫn có thể tiếp cận đạo tràng vẫn có thể nhìn thấy tượng phật nghe thấy âm thanh của phật nên họ nhìn thấy hào quang phật là màu lục Câu 17 Ở dưới đây Kim hào tướng quan Rất nhiều người chúng ta nhìn thấy hào quang Phật Có màu vàng y Người nhìn thấy màu vàng y Không những căng tánh họ nhảy bén Mà nhất định rất sâu dày Trên kinh Phật nói Thiện căn phước đức nhân duyên chính mùi Chú giải nói là biểu thị cho ngạ quỷ Ngạ quỷ cái gì phải nhớ kỹ Không nhất định đều là nói đến cõi ngạ quỷ Mà có thể biến nó thành nghiệp nhân của ngạ quỷ để nói nghiệp nhân của ngạ quỷ là tham tuy cửu mai ác thú nhi phật tánh bất thất chúng ta có thể khẳng định tất cả chúng sanh Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Đều có Phật tánh Điều này ở trên kinh Phật thường nói Tất cả chúng sanh Từ vô lượng kiếp đến nay Đều đã từng học Phật Đều đã từng nghe Pháp Đều đã từng gần gũi chư Phật như Lai Chỉ là không nghe lời chỉ dạy Cứ thuận theo tập khí của mình Mà tạo lục đạo luân hồi như cũ Không may bị đọa tam độ Từ vô lương kiếp đến nay Huân tập chúng tử rất nhiều Thiện căn vẫn tương đối sâu vậy Mặc dù đọa tam độ Gặp được duyên Phật Thì thiện căn sẽ hiện tiền Nhất là pháp môn niệm Phật Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thì chúng sanh ngạ quỷ hay súc sanh Giảng sanh cũng có thể nhìn thấy Tia sáng vàng y Cũng nhìn thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Có điều những đường này Ba đường ác Nghiệp chướng nặng Rất khó giác ngộ Nếu thật sự giác ngộ thì chẳng thua kém cõi người A-di-đà Phật độ chúng sanh Là độ chúng sanh trong chính Pháp giới Điều này ở trên kinh chúng ta cũng thấy rất rõ ràng Cho nên nói là trong ba đường ác Nếu như nói giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạ Nhìn thấy hào quang của A-di-đà Phật soi chiếu cũng là màu vàng kim sắc Câu thứ 19 dưới đây Khánh Vân Hào Tướng Quang Khánh Vân Chúng ta cũng gọi nó là Cảnh Vân trong chú giải nói thử biểu ly ngũ trụ phiền não hiển ngũ phần pháp thân chi tường trưng khánh vân cũng là mây màu giống như chúng ta nhìn thấy Ráng mây vào sáng sớm và chiều tối vậy Đây là thuộc về Khánh Vân Nó có rất nhiều màu sắc đại biểu cho ngũ trụ phiền não là ngũ trụ phiền não thế nào gọi là ngũ trụ phiền não đây là danh từ phật học cũng là thường thức phổ thông trên thực tế chính là bình thường chúng ta gọi là kiến tư phiền não trần sa phiền não vô minh phiền não thông thường chúng ta phân phiền não ra thành ba loại nói ngũ trụ vẫn là từ ba loại này triển khai ra kiến tư phiền não kiến phiền não là một trụ kiến hoặc trong phật pháp gọi là kiến nhất thiết xứ trụ địa nó là sanh ra từ phân biệt nó không phải là do câu sanh kiến là một trụ trong tư hoặc thì có ba trụ có dục giới Sắc giới, vô sắc giới Đây là tư hoặc tam giới thấy đều gọi là Ái trụ địa Phiền não này là do câu sanh Là tập khí từ vô lượng kiếp đến nay Tư hoặc là gì? Tham sân si mạng nghi a kiến Là tập khí tích lũy Đời đời kiếp kiếp Là câu sanh phiền não Hợp chung lại đây Là bốn trụ Kiến là một trụ tông tư có dục giới, sắc giới, vô sắc giới Vậy là bốn trụ rồi Hợp chung lại gọi là phiền não chướng Thông thường chúng ta cũng gọi là kiến tư phiền não Dưới đây thêm một loại nữa là trần sa Vô minh Trần sa với vô minh hợp chung lại thành một trụ Là vô minh trụ địa như vậy là biến thành ngũ trụ Vô minh trụ địa là căn bản Là thuộc về sở tri chướng Bốn trụ phía trước là phiền não chướng Trần xa vô minh phía sau Hợp chung lại là sở tri chướng Cũng gọi là ngũ trụ vô minh Cũng còn gọi là ngũ trụ phiền não từ đó cho thấy nếu phá hết ngũ trụ rồi thì đó chính là quả địa như lai a la hán chỉ phá được bốn địa thoát khỏi dục giới sắc giới vô sắc giới rồi trần sa vô minh chưa phá chưa phá được vô minh trụ địa cho nên họ không thể ra khỏi tam giới trần xa phá rồi trần xa là thí dụ cho nhiều vô minh là căn bản phá được một phẩm căn bản vô minh thì thoát khỏi thập pháp giới bắt đầu phá sở tri chướng ở chỗ này dùng khánh vân hào tướng quang để mà tượng trưng lìa khỏi ngũ trụ phiền não hiển bày ngũ phật pháp thân Cảnh giới này Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Là vào cảnh giới này rồi Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ Amok gmail.com Người đọc Hạnh quan Nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật No. No.